người nha. Hôm nay mình ghép máy Samsung, màn hình Samsung A21S nha mọi người. Thì máy mình nhận là máy 7 màn hình. Bây giờ mình tháo sẵn nha các bạn. Tức là khách gửi máy cho mình trong thời gian chờ đặt hàng á, là mình tháo máy sẵn này. Giờ mình ráp nha các bạn. Thì đây là hàng linh kiện gin các bạn. Hàng linh kiện mà hàng gin nha, như gin luôn. Đẹp lắm. Thì màn hình này mình cũng test rồi. Bây giờ mình tiến hành ráp. Ở đây các bạn thấy là về khung viền máy nè, mình đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Cái khâu vệ sinh này rất quan trọng nha các bạn. Máy gáp đẹp hay không là do cái khâu vệ sinh này. Nó có khích keo hay không á. Nhiều khi keo cũ mà mình vệ sinh không kỹ nó vẫn cắn đội lên nha. Khi đó mình gáp nó đội lên nó không đẹp, nó không khích đường cái đường gon. Ít ra mình gáp so với gin thì gin máy thì nó cũng phải 9-10. Thì khi vệ sinh các bạn thấy là đây mình có cái màng lo nè. Cái chỗ này là cái chỗ màng lo của ngăn bụi của cái máy. Thì mình đây mình gáp vô cho khách. Thì trước khi gáp mình có vệ sinh nha các bạn. Vệ sinh cho nó sạch những cái bụi mà trước đó nó có đóng. Mình dùng keo mình chấm lại cho nó cố định. Xíu keo. Trước đó nó bị biến dạng các bạn ơi, do khách người ta vệ sinh bụi á, người ta không biết cách đó, người ta vệ sinh không đúng cách đó, nó biến dạng một chút xíu thôi, cũng không ảnh hưởng gì nhiều, mình sửa lại thì nó cũng đẹp. Tiếp theo là các bạn để ý cho mình cái chỗ này, cái chỗ miếng gòn camera nè, ở đây là cái miếng gòn nó ngăn bụi, khi mà bụi nó không có lọt, nó có lọt vô nó không có lọt vô camera được nha các bạn. Giờ mình tiếp tục bạn ơi. Cái gòn này các bạn, gòn này thì nó ngăn cái bụi, khi mà bụi nó vô trong máy nó không có lọt vô chỗ camera mình chụp hình, nó không có bị xấu ha. Thì cái gòn này bắt buộc phải lấy từ màn hình cũ hư bạn, mình gấp qua ha. Rồi tiếp theo mình sẽ đi lấy cường lực và dán vô cho khách ha, các bạn. Tại vì mình thay màn hình đó, mình thay màn hình đều mình có tặng cái cường lực cho khách hết, khách lẻ nha, khách lẻ bên mình á mình sẽ tặng hết, còn khách của anh chị cửa hàng thì mình lãnh giá cho người ta có lời, thành ra mình không có tặng. Bây giờ mình dán cường lực cho khách bạn ơi. Là các bạn vệ sinh sạch bụi mới dán được nha.
Cái màn hình này các bạn, mình đã test rồi các bạn, cho nên là mình không có quay lại cái lúc test các bạn ơi. Tại vì máy này pin nó cũng hết pin, khách thì gấp, cho nên là mình gấp gấp để mình giao cho khách các bạn. Mình đã test ok rồi, mình không cần test lại ha. Rồi xong các bạn, mình sẽ vô keo. Mình sẽ vô keo cho khung và gấp màn hình nha các bạn. Keo thì các bạn thấy là mình vô đều tay. Và khung mình nó sẽ đều keo. Thì khi mà vô keo xong thì mình sẽ vệ sinh chỗ cái kim này để cho nó sạch. Mình lắp lại các bạn. Tiếp theo mình sẽ gắn hình vô các bạn. Khi mà gắn hình vô keo nó còn ướt á, mình dùng cái vải nè, mình sẽ vuốt để lấy cái keo thừa các bạn, nó sẽ tràn keo thừa ra. Mình vuốt theo cạnh đều và mình sẽ trở về cái miếng vẽ để cho nó lấy cái bề sập của miếng vẽ, miếng lau, để cho keo nó vừa. Các bạn thấy keo nó đẹp, vô đẹp. Ở cái khâu này thì mình sẽ cố định lại bằng dây thun nha. Bây giờ mình sẽ gáp khung của máy vô luôn nha các bạn. Thì khi mà mình gá chưa có sát á, thì mình sẽ nhập dây trước để cho nó cố định cái màn hình lại. Và khi đó mình sẽ bóp cái khung vô. Nó vô khớp nha. Bạn bóp cạnh khung đều tay thì nó vô khớp sẽ đẹp. Và nó không có gũi gon nha các bạn. Lúc này mình sẽ ghép ốc của máy vô luôn nha. Về dấu ốc của máy thì các bạn cứ dặn vừa tay thôi, không siết không gì hết. Tại vì cơ bản thì ốc Samsung mà gấp vô nó rất là cứng. Giờ nếu mà trường hợp bạn sửa chữa, bạn dặn ra thiếu một con vẫn không tháo được máy nha. Nó không có hở, không có bị gì hết, nó vô khớp rồi. Ghép các bạn chú ý là ghép đủ ốc, cho đủ hết ốc cho khách nha các bạn. Khi mà tháo mình sẽ chú ý để ốc đúng vị trí, và ghép thì ghép đủ. Do là cái màn hình này nó sẽ là đi keo hai lớp, mặt trước mình đi keo rồi thì mình sẽ chờ thời gian khô, khô ở mặt màn hình, xong rồi mình sẽ vô keo mặt sau và vô cái lưng nha. Đây, sau đó mình sẽ vô cái lưng và mình dán, mình vẫn cố định dây thun tiếp tục. Cho nên là trong thời gian chờ keo nó khô mặt trước thì mình sẽ tạm dừng video và chờ nó khô ha, rồi xong mình sẽ quay tiếp nha các bạn. Gắn sim vô.
rồi mình vệ sinh lại cho keo, cho cái gì nó đẹp. Thì nãy giờ mấy phút thì keo nó cũng đã khô một phần rồi, cho nên là mình dùng máy quấn mình vệ sinh nó rất là đẹp luôn nha các bạn. Rồi sau đó mình dùng nước nước tẩy 530 mình vuốt lại thì máy này rất là đẹp luôn các bạn ơi. Các bạn không có được dùng xăng aceton gì chăng nha, chỉ được dùng 530 thôi. Đây là cho 530 mình nói nè bạn. Trên này tẩy men này kia đâu nó hiệu quả an toàn, nó là dạng như cồn bốc hơi nhanh lắm nha các bạn. Nhưng mà không có chất tẩy, không có chất làm nóng như xăng nha. Nếu mà xăng bạn đưa vô thì nó sẽ chảy mũ á. Còn này nó chỉ tẩy rửa vệ sinh nhẹ thôi. Rất là hiệu quả và rất là đẹp và an toàn ha. An toàn cho da tay mình và an toàn cho máy luôn. Không có mùi độc hại gì hết. Mình tạm dừng video ở đây nha các bạn. Rồi một tí nữa mình ghép mặt sau mình cho các bạn xem tiếp ha. Mình tiếp tục bạn ơi. Giờ mình cơ keo nó giờ nó cũng khô rồi. Giờ mình sẽ tháo nhẹ dây thông ra và đi keo mặt còn lại nha các bạn. Mình tháo ra và đi để cái máy xuống, úp xuống. Rồi mình đi keo thôi. Mặt sau bạn đi keo như mặt trước thôi ha. Đi đều. Vệ sinh cái keo cũ trước khi đậy nắp. Ở đây mình có cái nút cảm biến vân tay các bạn. Mình sẽ tháo ra nha. Đây cảm biến vân tay, mình tháo ra mình gắp trước. Tháo ra gáp vô khớp và xúc kết nó vô khớp nha các bạn. Sau đó mình sẽ gá cái lưng vô. Và như lúc nãy thì mình vẫn dùng cái miếng giả lao và mình chùi lại keo ha. Đầu tiên mình chùi hai keo bên hông trước. Rồi mình sẽ cố định lại dây thun. Cái việc cố định dây thun này thì nó cũng không có gây ảnh hưởng gì tới màn hình của mình hết nha các bạn. Dây thun mình buộc vừa phải thôi, tức là hai cọng này mình mặc định hai cọng xuôi và một cọng ngang buộc thành gấp đôi lại buộc ha. Đây mình sẽ cố định ba khớp, giữ hai đầu này và hai đầu dưới và chính giữa cho nó đều, máy nó không có bị hở đâu hết, viền nó sát viền nó luôn thẳng. Vì là máy mình là gấp cơ bản là xong nha các bạn. Thì như vậy thì khoảng tầm tiếng 2 tiếng bạn tháo thông ra được rồi. Đây màn hình mở là bình thường ha, nhưng mà nó yếu pin này. Mình cắm sạc. Trong khi gắp máy xong thì mình sẽ test máy và mình gọi báo khách hàng sắp xếp thời gian ra nhận máy các bạn. Nếu mà khách có khó khăn về đi lại thì mình sẽ hỗ trợ gấp. Đây, bạn thấy ok ha. Máy có mật khẩu cho nên là mình không có test hết được chức năng nha các bạn. Mình sẽ điện cho khách và báo luôn.
Alo, máy em ghép xong rồi anh nhận được luôn bây giờ hay là mai nhận cho anh? Hả? Dạ đúng rồi. Rồi rồi, vậy mai anh nhận ha. Rồi có gì nên anh ghé nhận em. Rồi rồi, thì khi tới tiệm không gặp em thì anh cứ điện ha. Rồi, cảm ơn. Rồi xong. Video của mình là ghép màn hình A21, màn hình Gin các bạn. Thì máy rất là đẹp. Video mình kết thúc đây các bạn.